sự cố hầm lò, 2 công nhân thương vong. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 14 giờ 45 phút chiều nay ngày 7 tháng 6, tại lò chợ mức 7045 vỉa 9 phân xưởng khai thác một khu tân lập, thuộc công ty than Hạ Long đã xảy ra vụ sự cố xuất lộ nước đoạn từ vỉ số 70 đến vỉ 73. Sự cố trên đã khiến anh Phạm Mạnh Cường, sinh năm 1972, ở Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, là thợ lò bậc 6/6 thiệt mạng. Công nhân Nguyễn Bá Hiệu sinh năm 1988, ở Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là thợ lò bậc 5/6 bị thương. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ mỏ cùng các công nhân khác đã tổ chức đưa 2 nạn nhân trên ra bên ngoài. Tỉnh Quảng Ninh ngay khi tiếp nhận thông tin, cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình công nhân bị chết 6 triệu đồng, hỗ trợ công nhân bị thương 3 triệu đồng. Nguyên nhân sự cố trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. An Nhiên, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.